khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft, nhưng mà sở hữu những món đồ siêu siêu VIP. Và đồng hành cùng với mình đó là hai thanh niên. Chào mọi người đi, hai thanh niên. Chào mọi người. Chào mọi người. Có thanh niên đó rồi, ngày hôm nay chỉ có mỗi 3 người thôi. Thế nên là đâm ra là nó không nhộn nhịp với bạn rồi. À đâu, thực ra là 4 người bạn, thêm cả anh Golem nữa. Wow, Golem này quá trời đẹp trai luôn. Golem đi đâu ơi? Đâu, cái gì ấy? Anh Golem làm sao? À, anh Golem đánh vay. Anh Golem lại đánh vay. Nhưng mà đang có vũ khí gì đâu? Các bạn chạy đi nhá. Các bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là chúng ta có mặt ở trong một ngôi làng rất là xinh tươi xinh đẹp các bạn ạ. Thì để mình ra nào. Mình không hớt được bao con trai, Toby không tình yêu. Ngày hôm nay là thực hiện chế tạo cái một cái món đồ VIP mà mình nghĩ rằng là các bạn comment cũng rất là nhiều, đó là cây chảo VIP các bạn. Đấy, một cái chảo VIP nhá. Đấy, gọi là cây thì hơi sai sai. Đấy, để núp hộ bạn. Ôi giời, chụp bàn. Chú vành bạn ơi. Trời ơi, dùng tay bạn ơi, tầm này là đuổi nhau mà anh đến nhà là đàn bà cũng đánh. À, không phải, thực ra là không có gì cũng đánh. Thôi, còn cái anh này thì thôi chịu rồi. Anh này thì đang là đúng rồi. Chạy. Đâu sao? Golem tặng cục sắt, trời ơi. Golem mày tặng cục sắt, Golem tốt bụng quá. Ngoài Golem tốt bụng quá các bạn ơi, anh Golem trước khi đi viết lại di chúc cho mình là 5 cục sắt các bạn. Đấy, đừng cẩn thận em nhé. Đấy, thôi chúng ta chạy xa đi. Không bố của anh Golem tặng nhất người đấy. Đây, mình qua bên này các bạn ơi. Để chế tạo được cái gọi là cái chảo các bạn, cái chảo VIP. Cái chảo là bình thường là chúng ta để sán đồ ăn mà, xào đồ ăn mà. Thì đây. Này chúng ta sẽ làm đầu bếp. Chúng ta sẽ làm đầu bếp chứ không phải chảo TV đâu nha. Bạn nào mà nghĩ là cái tôi ngày hôm nay tôi chế tạo cái chảo TV là nhầm to rồi. Ok bạn. Sao anh này dí dai vậy? Trời ơi, thôi để tôi đi nấu đồ ăn với bác người dân. Khổ quá cơ, để luôn chứ có đánh mỗi. Ê Kháng ơi, đừng có kéo ra đây. Mà tính sao mình có đánh anh được, có được đánh anh Golem cái nào đâu. Trời ơi, mới vuốt ve một xíu thôi mà anh ấy cứ dí các bạn ơi, dí. Rồi. À mọi người đi kiếm một hộp nút bánh ít bánh mì vậy. Trời ơi, đói quá. Bánh mì ở đây. Bánh xem mì. Xem có bánh mì không? Giờ này. Đây. Golem quên mất quá. Quên mất hôm nay không đi kiếm lúa mì chứ. Đấy, vừa vào một cái chào xong một cái đã đi kiếm anh Golem luôn rồi. Tôi em có đồ ăn mới nấu được chứ. Kìa, anh dài thế nhở. Trời ơi. Anh Golem cầm tinh con đĩa rồi. Bạn lại chạy. Thằng ấy sượt mình vòng quay làng các bạn cay quá. Không sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ui cái gì ấy? Ui cái nào? Đâu. Đồ ăn đây, đúng rồi, đồ ăn đây. Đồ ăn tới chưa? Đây, đồ ăn tới rồi. Tới rồi thì phải xử luôn. Đây để mình làm cái cúp ạ. Đâu. Ok bạn ơi. Để núp đi đào đá đã làm cái lò nung đá xong rồi đó thì chặt ít block gỗ sồi á. Ui, gỗ sồi nhiều thế nhở? Ui. Đồ phết đấy các bạn. Chào em, anh ơi, sao lại có cả người xương ấy? Thể luôn chứ ngày hôm nay cảm giác đi ra đường toàn gặp yêu quái thôi. Ơi có lò lung rồi. Ngõ cái đầu. Có lò lung là ai ạ? Có lò lung rồi, nó lung rồi. Sao con này không bị cháy? Kìa. Con này thành tinh à? Này Khang xử ra con đấy đi. Ấy. Ôi tỷ lệ nó bắn trúng gần như 100% ấy. Ôi anh này đứng trong tường vẫn bắn được núp à? Đây. Ôi anh này thành tinh rồi. Luôn sự yêu quái rồi các bạn ơi. Đây núp rồi, núp gì núp. Đấy không, chỉ cần một cái lò nung để núp. Đây chúng ta sẽ cần thêm ít block gỗ sồi nữa bạn ạ. Mình sẽ cầm chảo và dán anh Golem ạ. Chảo của mình là chảo đẳng cấp bạn. Đấy, bình thường là các bạn em đúng. Bạn chặt gỗ bằng rìu cơ, nhưng mà mình xưa rồi, mình bây giờ chặt gỗ bằng cúc. Đấy, đẳng cấp nó phải đỉnh cao đẳng cấp siêu VIP pro. Rồi, ok bạn. Ơi, 6 block gỗ rồi. Đây, đâu, uống vô đây, tập trung để lúc làm cái chảo này. Ở bàn chế tạo này. Đây, ok bạn. Ui, xịn ngay. Đâu, mang đấy. Đây. Đây để núp nâng cấp lên cái chảo đầu tiên các bạn. Đấy, đó là chính là chảo đầu tiên. Cây chảo núp. Ui, đấy, chảo rán đồ ăn các bạn. Ui, sao xịn mịn luôn. Rồi. Sao đất không sao. Đó, sao chảo thế bằng gỗ mà sao ta chảo đất ơi, chảo này của núp lên là đâm ra nó nhìn hơi lởm nó dính gì kìa. Đấy, ui, quá trời này đấy. Ui, đấy núp rán thịt bò chứ à. Ui. Wow. Mà sao rán ra con thịt gà vậy? Rồi rán bò ra thịt gà thịt heo này vô lý nhưng mà không sao bạn, ăn được là được. Ui, thấy không? Wow. Rồi, chảo núp chưa? Đấy, chảo núp à. Ui.
Ôi cái này bị kẹt mà đang lo rồi. Sao? No lắm rồi, không no ăn được nữa rồi. Được bao nhiêu thịt ra nhiều ra để núp đi rán nữa đấy. Quá nhiều thịt luôn. Ôi, quá trời. Thấy không? Chào. Núp rán văn ra thịt gà kìa. Đâu? Ôi, vậy cái con tinh con gà phải không? Trời ra con gà luôn kìa. Không, vậy ra được. Không, nhưng mà đây nha. Ui, hoặc là vậy cầm tinh con lợn bạn đây rán. Ờ, con bò, vậy cầm tinh con bò. Ui, lại cầm tinh con thỏ. Ui. Trời ơi. Đủ thịt luôn. Bành bành là 12 con giáp rồi. Wow. À bành bành là con tinh của bành một giáp à. Cái gì vậy? Rồi rồi rồi. À để núp ớt nhưng mà chết giờ rồi. Để nâng cấp cái tiếp theo là chúng ta cần đến gọi là bao nhiêu ta. Ui. Ui. Chết giờ mọi người đưa núp đi bác sĩ ngay. Cái gì đấy? Hết rồi. Không núp vừa lấy thấy mũi tên cắm vào tim mà sao mất rồi. Không. Em biết. Mày quá. Hết hồn. Đây. Để nâng cấp lên cái chảo tiếp theo là mình sẽ phải cần đến gọi là 8 block. À đâu, thực ra không phải 8 block các bạn. Mấy đã để tính lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thực ra thì 6 block sắt các bạn đấy. Khổ quá. 6 block sắt à? Ờ, bây giờ đi. Đi mai đây. Đi mai thử xem. 6 nhân 9 là 39. Ok. Ủa? Ui. Sao cái chảo này có khả năng đi mai này? Ê, thế thôi. Ê, cái gì? Ủa? Quá wow. Chảo khả năng đi mai. Rồi, chảo nung cái đá luôn hả? Rồi ôi, thế đào sắt nhanh mà. Ui đấy. Ôi nung được đá luôn, nung được sắt luôn kìa. Ngon. Ngon. Ui, may quá các bạn, mình đập cái con cỏ bên này nè. Đập ngay ngọn cỏ ven đường xong vớ được cái cây đấy. Ui rồi, cái này thì cả mây luôn. Oh my god. Thêm một tí là xong có sắt luôn rồi. À đấy. Tính ra nung được 15 sắt rồi nè. Ôi trời ơi, được 20 sắt rồi. 15 luôn. 20 rồi. Được 19 luôn. Xin thật sự các bạn. Ui 23 rồi. À chảo này ghê quá bạn ơi. 26 luôn rồi. Tí ra 6 block dư xăng các bạn. Ui xin thật sự bạn 24 rồi. Thôi đào đi còn thừa cho bác dân làng. 27. Đây chúng ta còn thừa đá này. Đây cái dân làng lấy đi. Rồi nhiều quá. Quá trời 30 luôn rồi. Có đủ rồi đấy. Đủ rồi đấy. Nhưng mà ai đặt điểm trên làng không? Ai đặt điểm trên làng không? Lên trên làng. Em đặt đây. Ờ dưới này ngột ngạt quá. Đây mình chờ này nút rồi. Ui ok để đào nút này ạ. Ui xịn ngay các bạn. Ui quả chảo ghê thật. Ngoài việc gọi là rán đồ ăn nó còn có khả năng đi mai các bạn đấy, đẳng cấp không? Để mình lên lên trên chỗ khác lại này. Ok nha. Ok chỗ ấy đâu nhỉ? À đây đây bên này. Ui anh Golem. Thể luôn lên nhìn thấy mặt bên anh này đây. Rồi bác nó bắn gì kìa. Đây à, nút cái này đi bạn. Thảo kia xem anh Golem có ra thịt không. Nướng nướng Golem ra cục vàng. Anh Golem. Ui, nướng là ra không? Ngay kìa. Ui giời. Nướng được luôn. Hồi ôi, anh Golem làm đảo nướng tất cả. Nhầm. Ui, thôi. Chạy đi. Ui, chết giờ rồi các bạn ơi. Quả này anh ấy nướng mình rồi. Xong rồi. Đi qua hồi này mọi người. Rời khỏi ngôi làng đi. Đi, rời khỏi thôi. Tên. Ui, sợ quá. Ai tập trung đây ngoài chế tạo block sắt vứt cho núp ấy. Ui, tính ra là mình đang có 3 block rồi. Đi. Nào. Để núp chế tạo đây lúc có 4 block rồi. Ui giời ơi thế còn. Đây em có 3 block rồi. À vừa đây. Này. Sang. Ôi trời ơi này dí dai quá. Chạy kìa. Ơ kìa. Sao? Chúng ta hãy bỏ làng ra đi quân tử trả thù 15 chưa muộn. Quay lại đi. Rồi tiếp thôi. Lại chạy lắm ạ. Ôi phải đâu đây. Đây qua chỗ này rộng lắm này. Sao lại sát đâu, sao đâu, mày quá. Mày quá. Đi theo không vậy? Ôi, có đấy, vẫn đứng lại bắt bướm rồi, anh đi bắt bướm rồi. Sao? Đổi hoa bắt bướm à? Ôi, mày quá. Đi rồi. Đây, để núp chế tạo nâng cấp cái chảo tiếp theo bạn. Đâu, xem nào. À, chúng ta sẽ... Ui, nhưng mà một điều vô lý là tại sao chảo đất cộng thêm sắt lại ra chảo kim cương nhỉ? Ừ, nó có liên quan gì không ta? What? Ờ, hả? Ừ. Sao nó lại bà lối nhỉ? Ui. Chắc nó chém màu thôi chứ không gì. Ồ, ôi. Có trứng kìa. Trứng gì đây? Ui có trứng luôn bạn ơi. Ui. Ôi. Chảo con cầu ra trứng luôn. Sau quanh miếng trứng nha mà. Ấy, ui dán quanh ra trứng luôn bạn ơi. Ui dán hết trứng vào quanh luôn. Đâu rồi. Đây trứng của bạn luôn. Đây trứng của bạn luôn à. Ui. Ôi. Ui. Ấy anh trứng. Đâu ra đây. Ôi em ăn trứng nó ra đây. Ui ăn trứng. Ui ăn trứng đây ơi. Đâu để mình dán trứng lại. Ăn trứng ra luôn. Ăn trứng ra quá trời đồ. Ui nhìn quả trứng ngon đấy. Ui. Ôi, sao anh này vẫn đuổi cái này theo là... buồn cười nhỉ, anh dí dài vẫn còn đi à? Ôi, anh này là muốn ăn trứng này đấy. Không anh này vừa đi vừa mồm lẩm nhẩm mày không thoát được đâu con trai. Tobi không có tình yêu luôn. Đang vừa đi vừa lẩm nhẩm cái mồm không đánh được đâu anh đi tận đấm từ đặt ghế đây miếng trứng rán đây trứng đây ăn này ui rán kêu xèo xèo luôn nhá. Chạy lẹ ui đâu để lúc thử ăn bọn em. Ui ui rồi vành đi rồi. Rồi vành đi rồi ông giáo ạ. Chạy tiếp rồi. Vành đi luôn rồi.
Trả lại. Ăn quả miếng trứng rán này đúng kiểu chất lượng bạn ơi. Ui, trứng cốp la luôn bạn, nhìn ngon dã man luôn, thấy không? Ui, ăn là chúng ta sẽ có cơn, à đâu, cái này không phải gọi là cơn mưa nữa mà gọi là phun trào. Ui, phun trào trứng bán phun sản. Trào. Ui, phun trứng này. Kiểu... Ôi, nhưng mà nó chỉ có một thời gian cố định thôi nha. Đấy, cái này khi... hình như là đánh giấm đấy. Tào lao, trời ơi. Thanh niên này ăn xong chỉ nghĩ chuyện tào lao bạn thôi. Ăn xong người ta phải đi làm việc có ích. Đó là đi đánh anh Golem. Thử ạ, à, phải chế tạo đồ vip đâu mà chúng ta nên đi tận anh Golem ạ. À, mình lấy đấy thêm ạ. Mấy thao tác thêm vương rồi. Rồi. Wow, xịn thật sự bạn. Trứng quả đá. Cái này mà thêm bánh mì nữa là nhức nát luôn đúng không ạ? Ờ ha, đây bánh mì đây nhưng mà không kết hợp được. Đây bánh mì đây. Kèm vào đây bánh mì. Không, bây giờ thực ra bây giờ chúng ta sẽ ăn hai miếng bạn, cắn một miếng bánh mì, cắn một miếng trứng đúng là rồi. Chúng ta đã có bánh mì kèm trứng rồi. Rồi. Thêm cả thịt bò nữa là bánh mì kẹp thịt các bạn, hợp lý. Nhưng mà thôi để nút chế đầu nhà cần block kim cương đây. Ui, đúng block đây rồi. Đây mình sẽ nâng cấp lên cái chảo tiếp theo luôn các bạn nhé. Ờ ấy lộ đây chúng ta có chảo hacker. Ui đen thù lù luôn bạn, quả chảo nhìn nó vẻ là chất chơi này. Ờ đâu chảo này có tác dụng gì, chảo này làm được cái gì, có dán được thịt đâu không? Ui ôi rồi, cái gì đây, cái gì đây, cái gì rồi xong nó rồi. Ui what, ui có đồ kìa, có đồ dán. Ui chảo này, chảo ghê ơi. Ui nó chảo này nó hút à. Ui xin hết đất nó biến đổi à. Ui xin thật sự luôn các bạn ơi. Đâu đâu rồi, thử lại nha. Ê mọi người nhặt cả được. Cái ấy này cái rồi bên nhặt rồi. Mặc quá trời luôn ấy này. Rồi nhặt rồi. Ok bạn, mình sẽ mặc mấy cái đồ này vào. Ui. Ê kiếm nhặt quên mất rồi, vứt kiếm. À. Từ đâu để núp nướng lại cho dán lại cho xem nào. Ui xịn thật sự bạn. Ở nha, xem ôi nha. Ôi trời. Ui, thấy không? Ui. Nhìn đẹp chưa? Dán hết tất cả các block các bạn. Ui trời ơi. Ui đỉnh cao thật sự. Amazing, good job. Good job chảo. Ok, đây chúng ta sẽ lấy lấy chảo này bán được ấy. Ờ, chảo này là hacker mà, chảo này chảo của hacker đấy, đừng có đúng con thường. Ờ, tiếp tục, à đây có áo này các bạn, nhặt đồ VIP bạn. Đồ kim cương chắc là thôi nhỉ. Quần không? Đây, ok, đúng thiếu đôi giày, đúng thiếu đôi giày. Đây, đúng gọi là. Ôi, có anh VIP mình ơi. Ờ, may quá. À, mình có đồ VIP mình sợ gì, trời ơi, tầm này, ui. Giày đâu nhỉ? Giày đâu ta? À đây, giày đây. Giày bên đây nè. Đâu. À đây, nó thấy giày rồi. Ui, sang xịn mịn là đây chứ là đâu. Full một set đồ Nether rồi các bạn ơi. Ui, từ nha mình lên. Liền. Mình các bạn đây, mình thử lên dán mấy ngôi nhà của mấy bác người dân đó. Xem nào. Dán luôn đó bạn, xem đấy, mấy bác khoái liền bạn, mấy khi đâu thôi đâu. Mấy việc được già như thế. Dán đi. Ui, mất tích luôn bạn ơi. Ấy, mất nhà luôn. Không. Rồi đây chảo hố đen à? Đây thử ra để nút thử dán con heo này. Ờ không, cái này dán nó chỉ không bị hút. Dán được block các bạn này, cái chảo của hacker nó đẳng cấp là dán được mỗi block rồi. À, để mình lên dán hết đống ngôi làng này bạn. À quên mất dán hết mấy cái nhà. Ui, xịn không? Tính ra là mình đã có thể là đủ dụng cụ. Ui rồi. Sao mình tự nhiên à cái này là vừa nãy mình gõ nhầm bạn. Đây, hút thử anh đua lem đi. Đâu, thử dán bác người dân này. Bác ơi, cẩn thận, mất hết ruộng luôn. Không, bác không bị dán các bạn đây. Ui. Sao mất hết bác dân làng à đây. Đấy nè. Ui. Mày đi tắm kìa, trời ơi. Tính ra là mình dán được bác. Ui mấy bác khoái, trời ơi. Khoái liền, mày mày rồi, khoái liền. Khoái liền. Thôi để núp nâng cấp cái chảo khác đây. Chảo này chắc là mình có được đồ VIP như thế này là được các bạn. Ui, siêng xịn mịn ngay. Đà thì mình sẽ đâu nhỉ? Tí mình sẽ xuống dán dòng sau bạn nha. Đây có block Netherite rồi. Chúng ta sẽ bỏ vào đây và chúng ta sẽ đây, nâng cấp lên chảo gót màu hồng. Ui, mà hình như là từ trước đến giờ mình cảm nhận rằng là hầu như là những cái món đồ của gót là đều màu hồng để nam tính các bạn. Đầy mạnh mẽ. Đúng nhảy luôn. Đồ VIP nhất là luôn mà. Là đồ gọi là nhưng mà có tác dụng gì không? Đâu, tựa để xem đã mà có. Ôi. Ai đấy? Ai luôn. Có gọi ra bác đầu bếp đấy. Ui. Bác đầu bếp chuột. Kiểu... Trời ơi. Đây là bác đầu bếp chuột này. Ui. Ui, bác ơi, bác biết nấu món gì không? Alo. Đã mình thử vứt cho bác cái ít thịt à? Ấy thịt sống được không? Ở bác đó cho. Ui. Cho bác block mà. Ui, nó đây lại trả ra một ấy này. Rồi cho bác đó cái kiếm bác nó đi đi qua Nhật đi. Hình như ê, là cho bác lại một cục vàng. Ơi sao ai có kiếm ô, này cho lại một tỷ này. Ui. Ủa em quăng cho bác này mà. Em quăng cho bác này mà. Đây các bạn ơi. Ui. Hình như là mình vứt. Ấy. Ui. Ôi. Cho trứng cho con đi bác ơi. Cho bất kỳ loại block nào là chúng ta vứt một cái thôi là bác đấy sẽ gọi là nấu nướng cho chúng ta lên được một stack này. Ui.
Xin được xin lỗi. Bác nấu bác này không chịu nấu trứng rán cho em. Đâu, bác này có biết nấu đồ gỗ không? Không biết nấu đồ gỗ à? Bác ơi, nấu cho cái trứng đi bác. Uầy, bác ấy nấu không, bác này chỉ biết nấu mấy món quý hiếm thôi. Quý tộc à? Ờ, quý tộc à, sẻng Incha level 1 tỷ này. Rồi, đây, dồi. Anh chen cho con cái cúp đây. Đây. Vô đây bác. My god. Ui giời ơi, cúp này. Cúp này. À, rất phải đổ nguyên nhá, phải đổ nguyên bác này với mình ấy nhá. Đổ nguyên à. Ăn đâu, đồ bình thường ạ. Ừ đúng rồi, ui, bác này phải nấu đồ nguyên cơ à. Ây da, cái gì vậy? Phải có điều kiện, trời ơi. À, đây, đấy, ừ đúng rồi, phải đổ nguyên các bạn đây. Nguyên đai nguyên kiện. Rồi 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 ok đây. Làm cho con full giáp đi bác. Đây vứt nguyên giáp bạn. Làm ui, giáp luôn bác ơi. Full đi bác. Mặc lên, mặc lên. Đầu bếp phím các bạn. Nấu được cả đồ. Ghê chưa? Ây, các hình như mặc nhầm rồi nhá. Trời ơi, trả nó dạng luôn kìa. Mũ đâu? À đây, đây để có mũ đây. Đây không cần nữa. Kìa mũ kìa. Ok. Đấy, bây giờ mình đã có cái mũ rồi bạn. Ui, tính ra là đấy các bạn thấy không? Cần gì chân mũ, trời ơi. Lúc chỉ cần vứt một block bất kỳ thôi là bác đấy sẽ gọi là nấu ra chúng ta. Ui, nhân gọi là 64 lần bạn. Để banh thử đánh bác này xem. Ui, ấy sao lại đánh bác đấy? Cái gì vậy? Ui. Ôi, cái gì đấy? Sai sao núp đánh bác ấy được tăng máu này. Ui, đánh bại bác đầu bếp này được tăng máu ở đâu xem nào. Quá. Đâu ra? Thủ đánh đi xem mà. Ui. Trời ơi, đống chỉ số enchant hồi nó tăng máu này. Ui. Oh my god. Ôi tăng một đống máu luôn này. Sang xịn mịn đây. Đó. Chạy nhanh này. Thử đánh thêm một bác nữa xem nó có tăng cộng dồn không. À, từ xem nha, để nó. Tăng cộng dồn. Không, chỉ thế rồi, nó mắc rồi. Chỉ thế vậy thôi hả? Cộng đây, 2 máu. Đây là level 8 nha. Đây, chúng ta sẽ gõ một cái này. Đó, vẫn là level 8 này. Nói chung là bác đấy chỉ kiểu như là khi mình gọi là sao ta tẩm quất cho bác đấy. Đấy, bác đấy sẽ truyền thụ lại công lực cho mình. Đấy, đại khái là như vậy bạn. Chứ không phải quýnh bác đấy quéo đâu nhá. Tầm bậy tầm bạ. Ui. Đấy bạn thấy không? Đây là sự lợi hại của bác đầu bếp bạn. Đến từ chảo gót à. Ok. Đâu ạ, bây giờ tóm lại bây giờ chúng ta đi tìm anh Golem đây nhỉ? Anh Golem vừa đấy hướng nào ta? Đây vừa nãy là ở bên rừng này này. Cay thật sự bạn, bực quá mà nó bảo. Ủa rồi à? Anh mất à? Thôi thì đi. À đây đây, đúng rồi, đây. Đâu? Đâu? Ủa anh ở đường con em. À. Anh này náo nháo hả? Anh em đây, đánh em đây. Không còn nữa nè. Sao anh? Anh đánh rồi. Hình như là đánh Khang ấy đó. À. Anh này về em đi. Rồi luôn, xong luôn. Ui, chính ra là cái chỉ số sức mạnh này của bye mình. Bye bye luôn. Đấm một cái chết quéo luôn này. Bye. Rồi, ok. Giờ làm cánh cửa đại an này chúng ta xuống dòng đấy. Ở cho vành làm ạ. Rồi, ok. Làm hai cái được. Rồi, xong luôn. Không, rồi. Không còn gì để nói bạn này. Này, đừng dây sai nha. Dây sai là mất mặt lắm nha. Thà luôn chứ. Nhiều khi là mình hơi nhầm một tí thôi mà các bạn mang đi bêu rượu. Ủa? Ok á, trời ơi, hình như có gì dây sai rồi. Dây cổng rồi mà. Dây lại đi, trời, hình như sai rồi đấy. Đúng rồi cái gì? Đâu? Đây. Trời ơi, rồi. Để núp xây lại bạn. Chắc là mấy thanh niên này xây kém còn gì chứ. Mình là mình xây một phát là ăn luôn. Đây, ở đây, trời đường này. Ơi. Ừ, cái gì chưa lạ bảo vừa đấy thì xây được, bây giờ mới xây sai rồi, xây sai. Đây. Thì ta 3 đời mà xây cổng rồi, ngộ vậy. Không, Vành là 4 đời rồi nhưng mà phải đến đời Vành mới bị thất truyền bạn. Ui, à? Mình đâu này? What? 1 hour later. À đây rồi, trời ơi, mình cứ tưởng là nó đưa mình đến. Quay lần này cho chỗ đáp luôn. Đâu? Cho đứng luôn ạ. Dòng đâu rồi? Trời ơi, đến hello. Đây là mình lâu không nhập. Nè, con này tự đánh mình tự đang lăn nó quên chết luôn queo luôn. Rồi, mình sẽ tìm con rồng qua đây, mình sẽ cầm chảo và nướng rán nó luôn. Ui. Rán Enderman ra đâu? Cái gì đây núp? Xuống đây, come on, come here. Đồng ơi cho quá trời vàng bạc châu báu nè. Ngoài, tính ra chúng ta không có cung ta. Mày làm gì để nó xuống ra. Đây, banh mà, banh có mà. Dội có này. À ư nhau. Lấy cung không, lấy cung không. Thôi, chả cần đâu. Thôi, lúc cầm chảo, lúc chào con rồng này xuống. Bè vanh lên phá hết mấy cái ấy. Rồi, lên phá đã. Mình nghĩ ra cần gì phá tí xuống đập một hai đi. Việc quan trọng nó có xuống hay không kìa. Ờ, phải đập cái này nó mới xuống. Không xuống đâu, con này lì lắm. Trời ơi. Mấy nay con này nó lì lắm. Mình nói chỉ cần xuống chị... một cái là mình cầm cái chảo này mình rán thịt nướng thịt nó luôn các bạn. Rồi nó không xuống rồi. Hết rồi em đập sắp hết rồi, yên tâm. Ờ cứ đập đi, thoải mái đi. Ra con này sớm muộn gì nó cũng là... bị rán đâu bạn. Dạ. Ờ không biết rồng thì rán được thịt gì nhỉ? Ờ là thịt rồng. Thịt rồng mà ra thịt gà là xong luôn đấy. Ra thịt gà, thịt rồng là chắc là kiếp trước làm gà các bạn. Ờ. Đấy thôi, đâu.
Ôi, thế là kiếp trước anh làm trâu à, làm bò, làm heo rồi. Không, anh làm 12 con giáp. Trời ơi. À, bán 12 con giáp nhá. Ờ đâu rồi? Nó quýt học. Con rồng không xuống cái con này ương đòn đấy nhỉ? Xuống đây kìa. Em đấm nó cho được. Hay thật sự bạn. Em lần đấm đó. Đừng đấm, đấm cái chết quéo luôn đấy. Đúng kia, con này đúng không ạ? Này thử bắc lóc rồi. Này, tí mấy thằng này bắc và lóc lên loại đi xuống rồi. Đúng rồi. À đây rồi, chuẩn bị đây. Xuống đây. Không xuống gì hả? Xuống chưa, xuống chưa. À, này, núp rồi. Con này nhanh dữ người ta. Là liều mình các bạn, liều mình nhảy bụp một cái xuống. Hai bắc lên cao nha. Bắc lên cao nha. Đấy. Ui, xin nhìn kia where are you? Đâu rồi? Ơ, nó đi đâu rồi? Ở bên kia kìa. Đâu? Như áo còn rồi. Còn mấy cái chưa phá này bà sao? Con này nó đùa. Wow. Đùa à? Đây để bắn nó luôn. Em lấy cục bắn nó. Rồi, bắn hết rồi. Hết à? Ok. Đây, rồi giờ bắn nó nè. Ơi nó xuống à, rồi kìa, nó xuống rồi. Ta sẽ dán người nó. Ủa, rồi xong luôn, ráng ai gì? Dán nó trên không luôn mà. Ôi giời ơi. Rồi coi ra ra thịt gì đây? Đâu. Thực ra chả ra thịt gì đâu, ra cũng quả trứng rồng. Kì vậy. Thôi ráng cái trứng này luôn đúng không ạ? Ráng trứng luôn. Dán trứng luôn, dán trứng xem dán được không? Ráng được cái trứng này đi. Không, thực ra thì chả ai dán được trứng rồng đâu. Rồi. Kỳ lạ thật. À đây, trứng rồng có khả năng dịch chuyển liên tục ấy, không dán được đâu bạn ơi. Ôi giời. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là mình đã gọi là có được, sở hữu được cái chảo VIP nhất ở trong Minecraft rồi. Các bạn thấy xịn sò không? Uầy, những cái món đồ, những cái gọi là quả trứng các bạn. Uầy, mình thấy khoái nhất là cái món trứng rán ở trong. Ui, cái gì vậy? Trứng rán ở trong cái chảo này bạn. Dán lên một cái rồi ăn thì thôi đừng hỏi vì sao luôn bạn. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong nút team ấn đăng ký hộ nha. Và đừng quên là comment những cái thử thách, những cái vật phẩm siêu VIP cho mình ở phía dưới. Đó. Và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Tiện đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T-Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là một video ở trên Facebook. Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm T-Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là T-Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.